gì mấy giờ vậy? 11 giờ. Trời, 11 giờ 5 phút ngày 9 tháng 12. Ngày 9 tháng 12 là khoảng mấy giờ ngày 10 tháng 12 ta? Mình biết có ghi trong sổ á. Trời, cách này ngày mai á là cách 18 năm á. 7 trời ơi. 17 hả? Không nhớ tuổi con luôn. Ủa vậy ba tưởng 18 chứ. Quay lại đi ba ơi. Nhìn con giống như là 15. Nhục quá ba ơi. Quay lại đi nhục quá ba ơi. Không. Háo như một chân quá hả? Là ngày mai là mẹ sẽ sinh ra con nhỏ mỗi dảnh đây nè. Rồi khúc mà sinh ra mà y tá bồng ra khỏi phòng á, mà ba đưa ở ngoài á, trời ơi, hai con mắt nó là dài sọc luôn. Rồi nó liếc qua liếc lại, nó nằm im gu tại vì quấn trong khăn mà nó đâu có nhúc nhích được đâu. Mà nó vậy nè, mắt đó liếc qua trái, liếc qua phải là nó nhiều chuyện, là biết cái độ nhiều chuyện của nó cỡ nào. Đây con nhỏ đây, chỉ cái tay cho đi lại cho này. Rồi đây là con nhỏ này, là con nhỏ em. Hey, con nhỏ Jennifer mỏ chè. Còn bên đây là con nhỏ Jessie mỏ dảnh. Đó là ngày mai là sinh nhật nó. Giờ tối ba nhậu xỉn về. Bên này nữa, con nhỏ này nữa. Ba nhậu xỉn về ba quay phim. Đây cái ngón tay sẽ chỉ qua đây. Không. Đây là thằng Tommy. À, đây là mẹ Duyên à, sản xuất ra ba đứa. Ba đứa con. Trời ơi, 9 tháng 12 hả? Là quay phim 2021 hả? Quay vòng vòng hả? Yêu vòng vòng hả? Đi ngủ giùm ba cái đi. Gì vậy? Cái gì vậy? Quay đưa ba quay lên, đưa ba quay lên. Thì quay lên đá xíu, ai thấy rõ gì đâu, có ai thấy gì đâu. Đưa lên. Rồi vậy đi. Thấy mặt xinh đẹp kìa. Đâu? Đó, hình Mai Đăng Facebook đó. Ủa sao ở trong nó khác ngoài vậy? Không, cái gì đâu kìa. Ở trong mà khác ở ngoài vậy? Gì chị hai chỉnh 3.000 cái áp luôn. 3.000 cái không ạ? 3 cái à. Thôi chỉnh mấy ngàn bức sạch. Mấy tôi lại đây luôn. 3.000 bức hồng xong hai đôi con lựa. Không. Vậy hả? 3.000 cái luôn. Sao đẹp vậy? Chỉnh sao đẹp vậy? Trời ơi. Đẹp đó mà. Sao đẹp vậy? Cái này khắc an toàn. Xong nha, lắm xong nha. Dạ, xong rồi. Khắc an toàn. Chị để mình tao. Khắc có đi mẹ ơi.